Kharpov-399 có thể mang theo tới 24 tên lửa chống hạm. Nhà máy đóng tàu Zelenodonsk của Nga gần đây đã cho giới thiệu mô hình phiên bản nâng cấp cực mạnh của tàu hộ vệ tên lửa Kharpov-399, dự án 11661E. Hiện nay, trên tất cả các tàu hộ vệ tên lửa Kharpov-399, dự án 11661 của cả Hải quân Nga lẫn Hải quân Nhân dân Việt Nam chỉ được trang bị 8 tên lửa hành trình chống hạm, 3 M-24 Uran-E hoặc 3 M-54 Kalibr-NK. Tuy nhiên, cơ số đạn tên lửa chống hạm của tàu Kharpov-399 có thể sẽ tăng vọt trong tương lai nếu như mô hình nghiên cứu phiên bản nâng cấp được nhà máy đóng tàu Zelenodonsk giới thiệu trở thành hiện thực. Phiên bản nâng cấp của Kharpov-399 được tích hợp cụm bệ phóng đa năng UKSK với 8 ống phóng tương tự như nhiều tàu mặt nước hiện nay của Nga, tương thích với tên lửa hành trình chống hạm siêu âm 3M54 Kalibr. Hệ bệ phóng UKSK có thể triển khai các tên lửa hành trình chống hạm siêu âm thuộc họ Kalibr, bao gồm cả biến thể đánh đất 3M14T cũng như tên lửa P-800 Onyx Yakhont. Điểm nhấn thứ hai trên biến thể Kharpov-399 nâng cấp đó là thân tàu được kéo dài để lấy không gian cho cụm 16 ống phóng thẳng đứng của tên lửa phòng không 9M-317ME thuộc tổ hợp Stilwell. Điểm cần đặc biệt lưu ý về tên lửa 9M-317ME có tầm bắn 50 km, đó là ngoài chức năng chính yếu, nó còn được đổi sang kênh đối hạm để bắn cả tàu chiến mặt nước khi cần thiết. Ở chế độ đối hải, tên lửa 9M-317ME có phạm vi hoạt động trong khoảng 3,5 đến 25 km. Tính năng này chính là sự chuyển đổi từ bắn mục tiêu hàng không, bay sát mặt biển. Tuy rằng không có khả năng bay bám biển như tên lửa đối hạm thực thụ, nhưng nhờ vào tốc độ rất lớn lên tới Mach 4.5 mà hệ thống phòng không đối phương sẽ cực kỳ khó khăn để đánh chặn nó. Đầu đạn của 9M-317ME có trọng lượng chỉ 62 kg và lại chứa nhiều mảnh văng bên trong. Uy lực mặc dù không thể so sánh với đầu đạn nặng cả trăm kg của các loại tên lửa chống hạm đích thực, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Với độ cao tiếp cận mục tiêu ở giai đoạn không kích, tên lửa 9M-317ME sẽ lao thẳng vào tháp chỉ huy. Lúc này đầu nổ và mảnh văng của nó sẽ tạo ra sức sát thương rất lớn với kiếp điều khiển. Chưa dừng lại ở đó, dưới tác động của vụ nổ thì toàn bộ thiết bị điện tử, radar trên tàu sẽ bị vô hiệu hóa. Chiến hạm lúc này sẽ chẳng khác gì một chiếc bia nổi. Việc sử dụng tên lửa phòng không để chống hạm cũng đã có tiền lệ trên thế giới. Khi vào năm 1988, các tàu chiến Mỹ đã phóng tên lửa Dream 6667 Standard và bắn hỏng một tàu tên lửa tấn công nhanh của Iran. Ngày nay, các loại tên lửa phòng không hiện đại cũng đều có kênh chống mục tiêu mặt nước để đảm nhiệm vai trò hỗ trợ cho tên lửa chống tàu đích thực. Hải quân Nga cũng đã không ít lần tiến hành diễn tập diệt mục tiêu mặt nước bằng tên lửa phòng không 9M96 thuộc tổ hợp Redoubt và thu về kết quả tốt. Do vậy, với cấu hình mới của tàu Kharpov-399, có thể tạm coi là nó sẽ được trang bị tới 24 tên lửa chống hạm, bao gồm 8 quả 3M54E cùng 16 quả 9M-317ME. Tên lửa phòng không khi bắn mục tiêu mặt nước thì đối tượng của nó chủ yếu là xuồng tên lửa tấn công nhanh, có lượng giãn nước nhỏ. Đây còn là động thái nhằm tiết kiệm chi phí vì tên lửa chống hạm thường có giá thành đắt hơn đến vài lần. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.